Đi đâu đây? Dạ con đi bắt cho ông bà Bi Bi. Thôi quán này ai đi đây? Giơ tay lên. Bi Bi. Qua Gia Hưng. Cô Gia Hưng. Ông nội Bi Bi mà bắt lé được. Cô Gia Hưng kìa. Mẹ áo lên rồi. Mua hai bộ đồ mà ba nữa, chưa mua dép nữa nè. Gia Hưng chạy qua bắt cô Gia Hưng đi. Vi Vi đâu? Cô Vi Vi đi rồi. Vi Vi nghỉ rồi. Hỏi đây hỏi sao? Quán này MBD. Quán này ai đây đây? Đó, vô bắt bả cho thề cho mẹ. Đó bây giờ bà làm tôi 100 lộn xộn không? Bà làm đi. Tôi muốn sống thôi. Bà không làm 100 lộn xộn rồi tôi cho bà lộn mèo luôn á. Đúng rồi, không làm 100 lộn xộn rồi tôi cho bà lộn mèo luôn nha. Để cái xuống bắn qua đi. Yeah. Để ta thấy con mèo có tiếng nói rồi phải không? Chứ sao? Trời ơi, con mèo về ngành gì, bắt cái gì? Bắt về trời bê đê. Trời ơi, tôi tội bê đê nhà nước cho mà. Ông ơi cười, cười tưởng giỡn. À yeah. Ừ. Đâu, vô bắt đi, vô xử tội bê đê. Đâu có sao đâu, cô đâu có la đâu. Thoải mái đi, quán của mẹ mà thoải mái. Quậy bánh nóng cho mẹ. Bây giờ anh sẽ được con mẹ. Bây giờ chị chậm mở mới đi. Đừng bích vô. Thẻ ngành đâu mà bây giờ lên tường. Bây giờ thẻ ngành đâu, cái cây này làm cái gì? Cái cây tôi lấy vô nè, tôi chỉ lời cũng được nữa nè. Tôi không súng nè. Tôi vẫn. Trời ơi, có bộ đàm. Trời ơi, con em mà cười không mà chết rồi. Ủa, ờ, sao làm nhiệm vụ được? Đúng rồi đó. Hai bộ. Rồi cái đó hành cưa. Lấy này đi ha, bỏ thứ một chút ha. Dạ. Bỏ thứ một cái thôi. Đó, đúng rồi. Con ra cơm không? Nói chung cô giờ muốn lấy gì lấy đi. Thoải mái lên mỗi cây cây. Rồi hai đứa ngồi đi. Cái nào của mày, cái nào của tao vậy? Nhiệm vụ xong rồi, à lát mình sẽ đi bắt chú Hiếu về đê. Ở đây, giờ mình đã bắt cô Vân rồi, giờ lát sẽ tới Hiếu về đê. Tồn á. Trời ơi chè. Hồi nãy giờ anh vô em không chịu. Trời gắt rồi. Gọi về hồi nào vậy? Mới về hồi nãy. Trời ơi là trời ơi. Uống tụi tui nữa ha. Ủa hết hồn tụi nó. Mẹ ơi. Ngồi với ai, anh đi với ai vậy? Mẹ ơi, con bị gắt rồi, con bị gắt rồi. Mẹ ơi, con bị gắt rồi. Mẹ ơi, con... Ở đây có con mèo, con dám làm gì? Bi Bi qua đây ngồi. Con dám làm gì, con nghe chưa Bi Bi? Trời, hai đứa công an ha. Dám đánh mẹ con. Có dữ ha. Nóng quá nha. Dám đánh mẹ con đi. Tới con chị. Con mới khen cô mẹ, con qua mới khen cô Bi Bi đẹp mà. Đồ ăn sao? Đồ ăn sao? Có nhiều người nói đồ ăn sao? Con ăn vô giá, tôi lấy vô giá. Không được nói gì. Bởi rồi đừng nói vậy nha, mẹ buồn. No, no nhập nha. Cái gì đó? Ăn đi hai con làm gì? Nóng quá. Nóng hơi cay nha. Ôi, con ăn cái này được rồi. Nóng quá, hai đứa hỏi đi. Quên cái gì rồi? Mời cô chú. Mời cô chú ăn. Con chưa ăn nha, con chưa ăn nha. Con quên rồi. Xin lỗi cô chú. Xin lỗi cô chú vì con rất là quên. Có gì cô chú nói nha con nha. Có gì thông cảm cho con. Còn cái mít đâu rồi? Nói với ăn đi. Hút mắt vui giỡn á. Sao? Giúp ý rồi, thấy cái gì chiên bóng tỏi hay sao? Mấy điểm? Môi điểm, môi điểm. Ủa con sao hôm nay vui không? Vừa được đi chơi, vừa được ăn uống no nơi luôn ha. Vừa nóng quá nha. Mẹ muốn ăn không quá. Ăn đi. Thấy chưa, con rút mẹ ăn, mẹ đâu có ăn. Vừa nóng quá nha. Ăn đi, hai đứa ăn.
hai ba đam cảm thấy cái viên ăn sao? Tôi phải trả tiền. Bây giờ cô Vi nói cho con hai ngon, hai con nghe. Bây giờ hai con trả lời thật tình cho cô Vi nghe nha. Con thấy cái viên ngon không? Rất là ngon, đúng không? Rồi con kêu mọi người ủng hộ cái viên cho mẹ Lu Phu của con đi. Với địa chỉ là gì? 258A. 258A đường Nguyễn La. Phường 8, quận 10. Quận 8, quận 10. Mời cô bác anh chị em tới ủng hộ cái gì cho mẹ Thu Phương của con. Thôi ăn đi con, khỏi mời. Tại mẹ bán bữa nay mẹ nghỉ luôn rồi mẹ không bán. Thì mà đó giờ con nghỉ kìa, đó cái quán vậy đó. Đó giờ hai con nghỉ. Mình đang nghỉ mọi người ủng hộ mẹ mình đi. Bộ đồ đó nhiêu bộ? Ủa cái súng đâu rồi? Ừ, cô lấy rồi, trả anh mất 100 ngàn. Cái súng không đâu? Dạ, ăn đi hai đứa, ăn đi cho nóng. Không rất là ngon rồi. Còn mấy cái chuyện mà vô đây nói ăn mà nói gì ở toilet mà dùng lông nằm la mà bỏ đi nha, không ăn gì thôi chị đi cho chú khác. Tự nhiên cái chùa ẻo quán người ta bởi vậy ăn lên lấy ra cho mấy người chùa ẻo rồi. Mọi người nói vậy hả, mấy con chú kia không ăn nữa giờ quán rồi, giờ có vài ba người à. Ê mà cũng vui nữa. Mình xin lỗi mọi người, mình thấy nói bạch chất vì lý do bạch chất chửi mọi người. Xin lỗi. Chết là bắt cười dai luôn á. Nó làm gì vậy? Bắt chửi khách, chửi khách tới giờ đi mất tươi quá trơn rồi. Còn khách đâu mà ăn nữa. Ai nói con nghe? Ê làm gì vậy? Ủa? Ăn thôi không có được uống. Uống là phải để cho tôi uống chứ. Trời, không được. Đi mua. Cái này cô Phu mua cho tôi mà. Cái gì vậy? Dạ, mày ăn lên đường rồi mà. Nó bắt kìa. Gài đạn chưa? Cái súng này giống như cái súng nước vậy. Có bớt được không? 55 ngàn. Trời ơi. 55 ngàn kìa. Có bớt được không? Bớt 5 ngàn đi. Không bớt tôi phải thôi. Không bớt tôi phải. Dễ thương quá vậy trời. Có bắt xe. Ê, mà kiếm cái gì không kìa? Có cái tôi lát. Người ta bận cái áo, người ta đừng bận cái áo trong dùng cho mũ. Công an cũng đi toilet nữa hả? Ủa chứ công an cũng đi toilet chứ đi đâu. Hò hao quên đúng rồi. Hiểu lầm. Ủa mà nhớ công an đâu có đi toilet đâu ta. Công an có đi rồi mà. Có đi không? Có. Ủa mà đi cũng bình thường mà đúng không? Kệ cô Bibi đòi hát kìa, con vô con quỳ con rồi vô bắt cô Bibi lên phường luôn đi. Vâng, và nói đầu tiên là chương trình ca sĩ lên đi đặt cho hai đứa con hát luôn á. Giải tán nha. Cái gì? Giải con. Giải tán cái gì? Giải tán. À, giải tán hả? Trời ơi, không có hiểu ngôn từ gì hết. Ta nói từ chuyên ngành mà, giải tán đúng không? Đúng. Hay là kêu cô Vivi giải nghiệp đi. Nè, cô Gia Hưng nè. Kìa, có công an mà dám ngồi đây ăn. Trời ơi. Ông là hai bà. Bây giờ hai bà làm công an. Vô duyên nha. Cậu ta ăn cười á. Mà tại tôi vui, tôi thấy hai bà đã có công cười được sao thôi. Giống như hai cô BB cười được. Hai bà đã có công ăn chuyện làm, hai bà đã thi vào ngành nữa. Thấy tôi vui mừng dùm cho hai bà. Rồi ăn xong đó hai bà làm nhiệm vụ ở đơn vị nào vậy? Ăn đông. Ăn đông. Ăn đông. Ăn đông. Ăn đông. Ghét gì trời. Bây giờ cô BB bật mí cho tụi con nha. Cô Dân hay chơi đến bài thử sắc lắm á. Cô Vivi là già nhất trong nhóm. Xui vậy. Mày nói hai ba lời mà kêu tao đẹp nhất không? Bây giờ hôm nay mày chưa tao xấu nhất là sao? Hãy cô Vivi. Ai biểu cô Vivi? Hồi nãy cô Vivi. Cô Vivi lấy cái này là cô Vivi hỏi đồ vô. Cô Vivi thấy thổi kèn không á. Mà hỏi bây giờ cô hỏi thầy con nha. Con thấy cô Vivi dễ thương không? Dạ không. Thấy cô Vivi xấu quá. Trời ơi, sao hổng ma con nói cô Vivi đẹp vậy, con nói cô Vivi xấu là sao? Con không thích cô Vivi nữa, cô Vivi đẹp lên cho con coi. Nè, cô Vivi vẫn đẹp như mọi ngày mà. Không, cô Vivi ai cho sơn môi. Cô Vivi đâu có sơn môi đâu, tự nhiên. Trời tới cái câu chuyện rồi. Cái này là môi tự nhiên mà con nói sao vậy nè, cô Vivi là sơn môi từ hồi cha sinh mẹ đẻ ra đẻ từ sơn đỏ tự nhiên rồi mà. Con nói, con biết bạn. Thế sao cái môi con cũng hồng quá vậy? Nó có hồng đâu. Có sơn môi không? Dạ không, con đâu có sơn môi đâu nè. Nè, cô Vivi đâu có sơn môi đâu nè.
Đâu, con Vi Vi chết cái chơi, con Vi Vi chết dưới đây. Nè, thấy chưa, có đâu? Có. Nè, có đâu nè. Về đó. Không có luôn á. Ủa, con Vi Vi có sao ngồi vậy? Nè, con Vi Vi nói một lần. Móc túi con Vi Vi ra coi chẳng có cây son không là biết. Rồi bây giờ móc túi nếu mà không có cây son tính gì với cô Vi Vi nè? Bị phạt. Rồi bị phạt nha, ok không? Giờ con cho con được móc túi cô Vi Vi nè, không có cây son này luôn nè. Rồi, đi bóp kìa. Cái bóp kìa. Cái bóp nào không có bóp luôn á bà. Nó lão. Ờ để đem mua cái bóp màu xanh vô. Có người thay vì tôi máy hay bây giờ cô nói trong người tôi có cây son mà giờ tôi không có cây son. Con cây gì? Bụng bộ đồ này không có được hát bài đó. Ừ là trời.